Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Thì hôm nay là sau 6 tháng đến thăm hoàn cảnh của chú Chánh, cô chị, thì bữa nay Linh mới ghé qua để thăm và trao cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi cho cô chú. Tại vì 6 tháng trước thì Linh có ghé thăm cô chú một lần, nhưng mà do là dịch bệnh nên là tới giờ mới ghé thăm được. Thì hôm nay đi cùng Linh là có chú Minh Tiến, chú Bà Hoàng với cô Lê Quận. Thì bây giờ là đang đợi xuồng ở bên sông qua rước ông bà cô chú các bạn. Vậy tại vì ở đây là ở chỗ này á, là nó giống như là nó bị cách biệt ở dưới bên ngoài, đó là một cái đảo nhỏ, một cái dòng đảo nhỏ nè. Còn đây là rất là bao quanh là sông không á. Rồi xuồng quá trời luôn. Thì bên đó là hình như người ta gọi đây là xóm đảo, tại vì bên đó là chỉ có mấy cái nhà thôi à, không có nhiều nhà. Tại vì do chiếc xuồng nó hơi nhỏ nên là cô Lê Quận với chú Ba Hoàng đi trước rồi, còn Linh với chú Minh Tiến sẽ đi chuyến này. Bữa nay tới thấy làm như mới sắm được cái giỏ mới này chú. Giỏ mới. Giỏ cho nước tiêu rồi, mới hỏi. Dạ đây là trường hợp của cô chị. Thì 6 tháng trước là Linh cũng có tới một lần á, bà cô chú các bạn. Con lại đây con dịnh đi tám chụp một bôi lấy làm thôi chú cầm đi chú trao luôn đi chú bỏ đi khỏe không cô, lâu ngày không gặp khỏe không cô? Sao rồi, lúc này khỏe không? Trời, em mới té thằng con nó chạy vào lấy em té vô tay vô thằng đấy ông tôi là ba người chết rồi đó, chết thằng Hoàng rồi đó. Sao vậy ra sông lớn hay vậy chạy sao? Sao không thấy tiến bộ vậy cho vậy? Chứ trước tụi em qua thì tụi em nói rồi. Cố gắng dọn dẹp. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì đây là hoàn cảnh của cô chị nè. Sau 6 tháng tới thì nhà cửa vẫn vậy. Đây là cái bếp nấu ăn nè. Tại vì do là cô sống bằng nghề lụm dây chai á, nên là nhà cửa toàn là dây chai không à. Không có cái lối để đi vô luôn á. Vô đây TV quay cái này cho. Dạ, để con vô. Tại cái lối đi nè ông bà cô chú các bạn nhìn thấy à. Ôi là trời, cái cảnh gì đây, sao sống nổi ông nội ơi. Thôi là trời kìa, trời ơi cái nồi cơm nè ông bà cô chú các bạn. Tại vì là do dịch bệnh quá lâu lắm là Linh cũng không có tới thăm. Còn đây là ông. Ủa ông bị bệnh hay gì mà nằm siêu coi vậy cô? Bệnh đâu có đi được. Dạ, hồi lần trước mình tới thì cũng còn khỏe nói chuyện được. Thôi để ông nghỉ đi cô. Để ông nằm đi. Chú qua coi cái nhà mình. Ông là bị mù. Mù rồi tai biến luôn. Mù tai biến, lần trước mình tới cũng còn tỉnh táo ngồi nói chuyện. Lần này thấy hơi mệt hơn lần trước. Khỏe không ông? Mà làm như mình hỏi không nghe nữa, bị biết nữa, đánh tay nữa. Đây ông bà cô chú mình nhìn coi cuộc sống gia đình nè. Thì lần trước là Linh cũng có tới thăm, thì Linh cũng mong muốn là kêu gọi được giúp cho ông một số tiền để sửa chữa lại căn nhà cho nó sạch sẽ hơn. Đây là chỗ ngủ, chỗ ở. Còn đây là bà. Bà thì cũng nói trước quên sau nữa ông bà cô chú các bạn ơi. Mày cầm người ta quay cái. Chú ba trao tặng phần quà. Cô ơi, cô ra đây ơi, để chú ba tặng ơi, cô phần quà đi cô. Bà ở ngoài á. Kìa kìa đây nè. Ủa ai vậy? Đây là con trai hả? Con rể hả? Dạ, con trai. Con trai hả? Anh cũng lụm dây chai giống như là cô với chú luôn ha anh. Dạ. Rồi mỗi ngày lụm thu nhập đỡ không? Dạ, mỗi ngày bán là có trăm trong ngoài hả chị? Trăm trong ngoài hả? Dạ. Rồi nhà cửa thì sống vậy anh thấy sao? Sớm về tối em cũng đâu biết sợ. Dạ. Tại tối ngày cũng đi ở ngoài không à, chứ không có ở nhà hả? Vô đây cho phần quà. Dạ.
hả? Không vừa bọc vậy dạ. Ông chấp cái nào theo bộ nào, thì cũng 5 bộ, 3 bộ, 7 bộ, 10 bộ thôi chứ gì mà quá trời đóng đóng gì đây mà sắp cái gì. Cái nào mà cô không xài cô đốt bớt hay là mình làm sao chứ nhà không có cái chỗ để sinh hoạt. Một lần mẹ Vinh với là anh em của mấy thành tình nguyện viên của huyện Đầm Dơi cũng có qua dọn dẹp rồi sửa chữa lâu nay nay nó mới có 2 năm gì. Rồi nâng nền, nâng đồ lên mà bây giờ nó xuống cấp nó hư cỡ này đây. Cái này là có nghĩa là nước lên nó bị ngập hay sao mình đi nó bị chèm nhẹp nè. Đó, một lần có lót cà tàu rồi xong hết rồi nè, nâng cái nền lên 2-3 tấc nè, lót cà tàu rồi đóng thiết, đóng đồ lại. Anh em nay chừng 2 năm, 3 năm như vậy. Anh em cũng có anh em tình nguyện viên bên huyện Đầm Dơi. Cô mẹ Vinh rồi cùng người địa phương của cùng xã Quách Lâm Bắc đồ vô thì cũng là sửa sang đồ lại mà mới có 2 năm mấy mà giờ cỡ này. Rồi bữa giờ cô vẫn đi lụm dây chai bình thường hả cô? Rồi mấy tháng dịch thì có đi lụm được không cô? Cũng đi, cũng có đi nữa. Dạ. Đi ngoài bịch khẩu trang. Rồi có mấy cái cô nào mà nửa tháng tháng thì đi ra ngoài tôi, ra ngoài tôi để nhờ gạo ăn ra lụm bọc, không lụm dây chai gì không có đều đủ để sống, cháu không có ăn. Cái đó còn bà lượm bà lượm cái cô đó nhà đâu bà đó là em dâu em rồi cái đó chồng nó ở tù cái đó nhà đi tới giờ đó chứ mình đâu bà lượm về bà bán bà quấn bài hết trơn quấn bài rồi mấy cậu một ngày mà được 100-120 ngàn rồi xài làm sao cho hết. Nói chứ mình ở đây xài ngày 50 ngàn à, chứ mình cũng tiện tặng chết có làm gì đâu mà ngày cũng hãy nói được 100-120 ngàn. Dạ để con nói con nghe, con còn mua cái vỏ trả góp cho cô. Cái vỏ đó đó ha, vỏ vô mua vỏ trả góp đó ha. Dạ. Cái vỏ đó mua hết nhiêu tiền? Dạ 5.3 triệu mà góp con biết ngày góp 600 vậy. Vậy mà cái vỏ 5.3 triệu mà ngày góp 800, một tháng 800 chứ. Một tháng hay là một ngày? Một tháng 800. Bốn bữa 800, bốn bữa 800 đó. Rồi làm sao đủ trả? Mần đừng đi ngủ mà bán gì trả. Sao đủ? Đủ. Có hôm là lãnh quà đó con mất tiền hết trơn không còn đồng bạc. Để chung cho anh hai ơi mấy đứa này nè là các bạn thấy năm thành viên của gia đình ta nói chuyện chưa? Không có thống nhất được. À, tại coi vì như là mua không đúng không? Dạ. Là mua cái vỏ 5.3 triệu mà góp á, mỗi một tháng ngày 800. Mỗi một ngày là 800 ngàn. Các bạn nghĩ coi như vậy thì như thế nào? Mà lụm bọc thì bán ngày có 150-170 à. Vậy đó. Rồi sáng cô nấu cơm ăn chưa cô? Chưa. Rồi cái nồi cơm đó là nấu khi nào mà con thấy quá trời nó bị lên meo luôn rồi. Nấu hôm qua đó chị. Hôm qua hả? Hôm qua về chứ chị mà chị ăn cơm không vô gì chứ. Dạ. Giờ lên meo gì rồi đó hả? Bữa nay là con cùng chú Minh Tiến với cô Lê Quận tới thăm cô á, thì con có mang một món quà của khán giả kênh Thôn Nữ Cà Mau gửi tặng cho gia đình nha cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô. Có ông già hai này tên ổng mà miếng nói ra là nhớ ra. Dạ nhớ gì biết ổng tên gì không? Thì biết hồi đó nhớ là đi bển thì người ta chỉ cho gạo cái. Có cái ông con của anh nè. Dạ. Cho chục ký gạo nó cô ra con cha con hỏi lên quận người ta biết cái gì. Dạ. Tự nhiên đang nói chú Ba Hoàng xong rồi tới qua cô Lê Quận. Dạ. Chỗ này với chỗ này là một cặp đó. Mong như vậy đi anh em là cùng với nhau đi chung đây. Em nói chứ nghe. Đi làm mới cái ai cũng tên anh Hai vậy á. Dạ, chú ơi, chú này là thứ ba chứ không phải thứ hai. Dạ. Thứ ba tên Hoàng. Ba Hoàng. Rồi bữa nay cô không có đi lụm dây chai hả cô? Không, bữa nay bị ở nhà đâu người ta chứ sợ mình dở nhà này nè. Dạ. Ủa sao người ta dở nhà làm gì cô? Xây cất lại cho mình á. Dạ. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ thì Linh cũng quay sơ hoàn cảnh của cô chị cho ông bà cô chú các bạn mình xem rồi đó. Sau 6 tháng ghé qua thăm thì hoàn cảnh của cô cũng không có gì thay đổi. Ngoài cái việc mà mua góp được một cái chiếc xuồng mới để đi lụm dây chai, thì nãy giờ cô cũng nói trong những cái tháng dịch thì cô cũng có đi lụm nhưng mà cái thu nhập không cao. Tại vì do là Linh thấy là gia đình thì tất cả các thành viên trong gia đình thì cũng không có được bình thường nữa. Nói trước thì quên sau. Đây là cô chị nè, ở đây là con trai, con dâu thì chạy đi mua đồ rồi. Thì hả, người thì nói góp chiếc xuồng này 400 ngày, người thì 400 tháng.
ở đây ơi, đang chất độc da cam không em ơi. Dạ rồi, rồi cô vậy bình thường có biết xài tiền không, mà đi lụm da chai à, tiền có xài được không? Có xài được. Dạ thưa chị. Đây nè, đây là cô con dâu nè. Ba bỏ đâu ba đi nhớ luôn. Dạ tiền á thì không biết dạ, giữ. Dạ đứng đây cái đi cưng. Dạ. Đứng cái đi. Đứng cho cô. Ờ đây cô nói chuyện chút xíu đi cưng. Còn ở đây là đứng cô Lê Quận. Cô Lê Quận thì nhà cũng gần đây, lần trước thì cô Lê Quận cùng với Linh chú Ba Hoàng cũng có tới. Còn đây là chú Cười, chú đại diện ở địa phương. Thì hôm nay thì con cũng, lần trước con quay video á thì được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình mình một số tiền. Thì nay con xin công bố danh sách số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình mình đến gia đình mình ha. Thì ở đây thì Linh có chích quỹ thôn nữ Cà Mau giúp cho gia đình là 2 triệu đồng. Bạn Cây Lô Nguyễn thì có gửi cho Linh là 1.050 đô, ủng hộ quỹ thông nữ Cà Mau thì Linh chích ra 100 đô là 2.300.000 để giúp gia đình cô chị. Chú Sóc Trăng thì có gửi là 100 đô thì tương đương với 2.310.000. Bạn Egit có gửi cho gia đình cô chị là 200.000. Anh Trung Trương gửi 50 đô tương đương với 1.116.000 từ cái tiền mà khoan cây nước giúp cô Liên gửi sang. Chú Tú là 1.500.000, anh Trung Trương gửi lần hai là 1.116.000. Thì tổng số tiền mà Linh nhận được là 10.542.000. Thì tại vì lần trước đến thì con cũng có quay sơ hoàn cảnh gia đình mình, cũng muốn vận động Mạnh Thường Quân để giúp gia đình mình sửa sang lại nhà cửa để nhà cửa gọn gàng hơn. Chứ cái này là sống dê chai rồi gác ghến rồi lần trước mình đến là còn không có cái chỗ để đi luôn á cô. Lần này là ở trên đây là đã dọn bớt rồi đó. Thì nhưng mà do là cô thì không biết giữ tiền, đối với số tiền lớn thì cô không có giữ được. Thì ở đây là 10.542.000, cô Lê Quận thì cô làm bên vật liệu xây dựng. Thì Linh với cô với chú thì cũng có bàn là sẽ gửi cái số tiền này cho chú ở địa phương chú giữ giùm. Và sau đó thì liên hệ cô Lê Quận để hồi nãy là mình nói là mình sẽ sửa chữa lại cho cô là cái phần cái nền. Dạ. Cái nền thì mình có thể mình lên cao có khoảng là 4 tấc nữa. Dạ. Đằng cho cao tới cái miếng khuôn đó. Dạ. Thì đằng này là sẽ kéo cái cửa sắt. Dạ. Cái cửa sắt đây chứ cửa này cái gì rồi không có đâu cũng gớt hết à. Dạ. Rồi xây cái chu vi. Dạ. Xây chu vi xong thì mình dục đất lên ở ngoài thì gia đình sẽ chịu cái trách nhiệm là ban đất vô cho bằng thẳng cho mình. Dạ. Rồi đồng thời cái vách này là mình cũng xây lên khoảng 7-8 tấc mấy ngoài đi đặng cho đóng thiết nè, để thiết này nó hơi nước mặn lên nó hư hết đi. Dạ. Thiết này khúc trên thì còn xài thiết được, thiết cái dưới này khúc cái này thì mình cắt bỏ mình xây lên đây. Dạ. Rồi nâng cái nền lên. Thì cái số tiền 10.500.000 này thì mình nghĩ là chắc nó cũng không có đủ. Dạ. Thì cũng mong là Mạnh Thường Quân xa gần. Dạ. Có thể là nếu có điều kiện thì đóng góp thêm để mình còn sửa trong nhà làm cái buồng nhỏ là cái gì nữa. Còn nếu không có thì đằng này sẽ tạo điều kiện. Dạ. Cái nhà lá vườn, ví dụ như chỗ địa quận đây cũng có gạch mà tồn kho, gạch bể gốc rồi đó. Dạ. Thì có thể là sau này nếu như mình hết tiền thì mình có thể không có bà con không có vận động kịp nữa. Dạ. Thì mình có thể là mình lấy cái gạch tận dụng đó đó. Dạ. Mình cho cái nền cho nó hơi sạch một chút. Dạ. Thì dưới ngoài sau cũng còn khoảng đất hơi trống á. Thì cái lúc trước thì không có gào cản đâu được. Thì gia đình cứ sợ là đi lụm về cực khổ quá mà để ngoài sau thì bị mất. Rồi cứ tuôn vô nhà. Thì bây giờ mình cũng muốn là có ông anh ở địa phương này coi đi ngang, sáng đi ngang dục đất lên cái nền nè, rồi sẵn nó dục rồi sao luôn. Yeah. Thì tương đối là mình sẽ cặm vài cái trụ đá. Yeah. Rồi mình kéo lưới 40 á, cỡ khoảng thước rưỡi, thước 8 lên. Để cho gia đình là đem ba cái đồ đi lụm về để ngoài sau. Yeah. Chứ không có đem vô trong này nữa. Yeah. Để cho cuộc sống trong này nó tương đối là nó mát mẻ hơn hiện giờ một chút. Yeah. Thì khả năng của mình là trước mắt mình mang tới đó đi. Yeah. Rồi coi rồi từ từ có cái hướng gì nó tốt hơn nữa không. Yeah. Dạ cô ơi, thì theo ý kiến của con, cô Lê Quận với chú như vậy thì cô có đồng ý là để bên con giữ cái số tiền này để giúp cô sửa sang không? Tại vì những lần trước tới là cô vài chục ngàn cũng giữ mà cũng để mất rồi, để không biết ở đâu. Nên là con nghĩ là khi mà trao số tiền này cho cô thì cô cũng không có điều được cái số tiền này để mình tự sửa chữa, mà là bên con sẽ hỗ trợ cô sửa chữa luôn, cô có đồng ý không? Mà nói xin lời qua vài chục trăm uống thuốc trong đã nằm uống thuốc nhưng cậu cột rồi chết hay vậy. Dạ vậy rồi cô muốn giữ lại một ít để mua thuốc thang cho chú đúng không? Dạ. Dạ còn số tiền còn lại thì con sẽ nhờ chú ở địa phương, tại vì chú là ở gần đây, khi mà sáng múc tới thì chú thứ nhất là múc lên. Dạ rồi ở bên đây là vật liệu xây dựng hay là bill gì đó thì cô cứ tính và gửi qua.
rồi để con với chú tính tiền với cô. Dạ. Tại vì chỗ con thì qua đây cũng xa nên là mỗi lần mà qua thì cũng xa, chú ở đây chú gần thì chú giúp giùm con cái vấn đề này ha. Dạ, vậy thì con sẽ trao lại cho cô 1 triệu đồng để mình thuốc thang cho chú ha. Vậy cô đồng ý không? Dạ. Thì ở đây là số tiền là Linh nhận được là 10.542.000. Rồi con xin phép là gửi cho cô là 1 triệu để cho chú uống thuốc. 42.000 lẻ luôn. Dạ, 42.000 lẻ luôn ha. Dạ. Rồi. Cô nhớ giữ tiền cẩn thận nha, không có để quên. Tại vì cô á là hả, nói trước quên sau, nhiều khi tiền bạc không có giữ được mà cô chú các bạn. Chị con dâu là nói nhiêu tiền cũng không biết hết trơn á. Rồi ở đây là con gửi lại cho chú ha. Rồi con 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Dạ 6 triệu. Dạ 7 triệu. Dạ 8 triệu. 9 triệu. Dạ 9.500.000. Dạ. Thì với cái số tiền này sẽ giúp cô sửa sang lại nhà cửa. Mà sau khi sửa sang rồi á, là cô nhớ là mình không có đem đồ vô nhà để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn nha cô. Chứ điều kiện sống như vậy á, là mình rất thấy quá trời dơ luôn, không có đường đi nữa. Rồi ăn uống rồi bếp nút rồi kìa ông bà cô chú nhìn cái bếp á. Nhà bếp ăn mà chỉ có như vậy thôi đó. Thì cuộc sống nó rất là khổ. Rồi chú bệnh hoạn vậy mà điều kiện như vậy thì sức khỏe của mình nó sẽ không có tiến triển hơn nữa. Không khỏe rồi không nằm tối ngày. Dạ là nằm tối ngày luôn, không ăn uống gì chưa? Không ăn uống nước, uống nước. Dạ. Nước trà cho phải nước ngọt không? Dạ. Cô ơi, tại vì bây giờ đó là cũng là mười mấy Tết rồi nên là cái việc mà sửa sang này chắc con nghĩ là sau Tết mình mới bắt đầu làm. Dạ. Thì chú giữ tạm dùm con cái số tiền đó. Rồi trong quá trình làm thì nếu như mà có phát sinh gì thì chú với cô cũng có thể là cho con hay. Nếu như mà có điều kiện thì con sẽ vận động thêm Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân có gấp thêm thì con cũng sẽ đến đây để giao lại cho gia đình. Để giúp gia đình thứ nhất là có cái căn nhà hoàn thiện nè. Dạ. Bây giờ như thế này nha. Có thể qua những ngày tới là có cô ve đi ngang là có thể múc đất dừa trước nha chị. Có nghĩa là chị đi ngang á, là có cô ve hay hoặc lần này kiếm á, là có đi ngang lần này sẽ kêu nó lại lần này rồi lần này lại coi cho chị hay á, chị kêu kiểm tra nó múc nhiêu gào. Ví dụ tôi kêu múc 50 gào, 100 gào đó thì chị giám sát đây xong rồi là tôi trả tiền. Dựa lên trước rồi qua Tết á, để đất cho nó khô khắn á, là sau khi bao nền xong chị vô cái nền nhà cho nó đảm bảo. Còn thợ nè, vật liệu rồi là cô Lê Quận sẽ đem qua giúp cho cô. Ở nhà mình là chỉ giúp là thứ nhất là sáng múc lên thì mình đắp cái nền. Chỉ có việc là đắp cái nền thôi nha cô. Dạ. Người ta làm rồi, chị là trong gia đình nó vô đất trong đây nè, thả bằng thẳng lại. Với thứ hai nữa là mình phải dọn dẹp sạch sẽ những cái gác ghế ở bên ngoài này nè. Quán là trong nhà luôn nha. Dạ. Mình cứ cái gì mà mình bán được thì mình cứ bán đi chứ mình đừng có chứa vô nhà nữa. Bây giờ như thế này nha. Dạ. Trước khi tụi tôi về đó thì tụi tôi có nhắc nhở với gia đình một vấn đề như thế này nè. Vấn đề thứ nhất đó thì cái điều kiện ăn ở mặc dù mình nghèo thật, ông bà mình có câu người ta nói lành cho sạch, rách cho thơm, phải không? Cho nên trong xã hội ngày nay mà cái việc ăn ở như thế này thì nó quá dơ. Nó không đảm bảo sức khỏe, không hợp vệ sinh chút nào. Vì vậy mà tôi đề nghị đó, gia đình phải khẩn trương. Cái nào cũng như mấy anh em nói đó, cái nào bán được là bán, cái bán không được là bỏ đi, đốt. Nó để dọn dẹp cho cái nhà của mình nó sạch sẽ lại. Chứ đâu có để gì quá trời gì đây là đâu có được. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì tình hình dịch bệnh bây giờ nó cũng còn rất phức tạp. Vì vậy mà về phía gia đình nó thì mình cố gắng là thực hiện cho tốt cái công tác 5K của Bộ Y tế, về khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách rồi đó. Cho nên vì vậy mà tôi thấy cái điều kiện sống của gia đình như thế này thì không đảm bảo chút nào. Không có nói tới cái dịch bệnh Covid đâu. Nhưng mà cái tình hình dịch tả này nè, có khi nó cũng xâm nhập được. Bởi vì quá trời có điều kiện sống như thế này, quá trời dơ giấy. Cho nên tôi mong sao đó, những cái lời mà anh em nhắc nhở, dặn dò thì gia đình cố gắng
mặc dù bản thân của mỗi người đều khiếm khuyết hơn mọi người khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn khắc phục được, vẫn còn tiếp thu được. Mà khi tiếp thu được thì phải cố gắng là thực hiện. Cái gì mà đến lần trước tụi tôi cũng nhắc nhở rồi đó. Đến hôm nay lại thì cũng y chang, không có bớt cái gì hết. Địa bàn ấp của con chuối thì được chỗ em Linh là đại diện cho nhà tài trợ, thì với hai anh ở đây thì cùng với chị em đã giới thiệu đến, đã ủng hộ và hỗ trợ sửa chữa nhà của chị Chánh ở tại ấp Kinh Chuối. Thì chắc không gì hơn thì một lần nữa thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng nhân ái đối với chỗ nhà hảo tâm. Cũng mong sao là các nhà hảo tâm cũng luôn luôn nhìn thấy những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này để giúp đỡ cho quê hương của Quách Phẩm Bắc vừa được vươn lên trong cuộc sống, những nhân hộ gia đình gặp khó khăn. Dạ con cũng cảm ơn chú. Thì giờ cô cố gắng nha cô. Mình sửa chữa nhà cửa xong rồi mình để mình, ví dụ mình có đi lượm dây chai thì mình đóng cửa lại mình đi, nó cũng gọn gàng hơn nữa. Bắt tay cái đằng xuống chùa trước. Vậy nha chị ơi, cố gắng dọn dẹp cho sạch sẽ nha. Thì làm nhanh là làm chậm thì tùy theo cái gia đình. Dạ rồi con cúc chúc cô ăn Tết vui vẻ nha. Dạ có điều kiện thì con ghé qua thăm gia đình mình nữa, tại vì đường đến đây cũng hơi xa. Hy vọng là lần sau tới là nhà cửa mình khang trang sạch sẽ hơn. Chứ còn cầu chúc cô dịp trở mạnh vậy. Dạ con cảm ơn cô. Tết thì nào xuống chơi. Dạ thì chắc cũng sau Tết cũng sẽ xuống để xem nhà cửa cô như thế nào á. Dạ rồi cảm ơn cô. Nãy là vậy là em vừa bên đó hả? Đúng rồi. Đây ông bà cô chú mình nhìn lại một lần nữa qua nhà cửa của cô nè. Cái Tết làm được, làm kịp không vậy? Tại vì còn mấy bữa nên Tết này không làm kịp. Sau Tết trời thì ơi, mới có biết ở đâu. Dạ. Được chị Lê Quận chị dẫn đi đâu thì đi đó thôi. Cái lối đi vô nhà nè. Cho về trước đi. Rồi đây là bếp. Bếp nút nè, cơm nè, ông bà cô chú các bạn mình thấy không? Rồi cái bếp đồ ăn. Giữ cô giữ tiền cẩn thận nha, không có để mất nha. Lần trước là con nghe nói có nhiêu tiền là mất hết. Dạ, giữ cẩn thận nha cô. Dạ. Hồi nãy đây coi mà em đem tiền xuống chế như là cho chế như là. Dạ, ở đây là 1.042.000 của Mạnh Thường Quân gửi cho cô. Cái này là chích lại á, tổng số tiền mà cô nhận được là 10.542.000 thì gửi lại cô là 1.042.000. Nhớ giữ cẩn thận tiền nha, không có để mất. Dạ. Rồi sau Tết rồi sẽ có thợ tới sửa chữa nhà cho cô. Nhưng mà cô cố gắng là khi mà sáng hút tới thì mình lắp nền lên nha. Dạ, rồi con chúc cô chú là nhiều sức khỏe nha, ăn Tết vui vẻ. Báo cáo với các bạn chương trình đi qua thăm nhà anh Chánh. Trao tiền đã xong, bây giờ tụi tôi đang xuống xuồng để qua. Rồi mình trả góp cái xuồng gì đó. Về quê. Trả rồi đã đi. Trả hết chưa? Trả lần dài 150 thì sẽ trả rồi hết rồi. Dạ. Hồi nãy thì nó trả 400, giờ thì 150. 5 ngày 400. 5 ngày nhau. 400 triệu. Vậy là cũng giỏi dữ rồi chứ. Đi lượm dây chai mà 5 ngày kiếm được tao. Hết hồn luôn, thấy cái cảnh sống của gia đình không còn. Tại vì số tiền không có nhiều, mình làm gì để mà mình có cái điều kiện để làm cho tương đối nó chắc chắn, nó hoàn chỉnh một chút, chứ giờ không có tiền nhiều làm cái gì mà bọn mình bỏ ngang làm sao. Mỗi người là tôi mới nói gia đình, không biết gia đình đang gặp khó khăn mà giục đất vô. Nói chung là mấy ngày. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh cùng chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng, cô Lê Quận vừa ghé trở lại thăm hoàn cảnh của cô chị. Thì sau 6 tháng, tại vì do là ảnh hưởng của dịch bệnh á, cô thì cô ở huyện Đầm Dơi, Linh thì ở huyện Cái Nước, nên là tới bây giờ thì mới tới thăm. Thì Linh cũng giữ tiền Mạnh Thường Quân cũng rất là lâu rồi. Thì sau 6 tháng quay lại, ông bà cô chú mình nếu như có theo dõi ở những cái video trước thì mình cũng thấy được là hoàn cảnh gia đình cô thì cũng không có gì tiến triển. Ngoài
ngoài cái việc là chú bệnh nặng hơn trước thôi, hồi trước tới thì chú còn ngồi dậy nói chuyện được, lần này tới thì Linh thấy là chú rất là yếu luôn. Nhưng mà tại vì do là cả gia đình không có ai mà được bình thường hết trơn á, nên là hả, rồi sống trong một cái môi trường sống gác nè, rồi dê chai tùm lum hết trơn vậy á, nên là hả, cũng không có đảm bảo được sức khỏe cho chú, nên là bệnh tình Linh thấy là càng ngày càng nặng hơn. Thì cả gia đình thì có bốn người với một cậu cháu nhỏ nhỏ vậy á, nhưng mà cũng không có ai mà lanh lẹ hết trơn. Tiền những lần trước tới là cũng không có giữ được nó, ông bà cô chú cho rồi cái để đâu rồi quên, nói người ta ăn cắp mất tiêu hết trơn. Nên là lần này Linh tới thăm thì cũng được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, được số tiền là gần 10.542.000. Thì với cái số tiền đó, cô thì không có giữ tiền được, nên là Linh cùng cô Lê Quận với mấy chú thì cũng thống nhất là nhờ địa phương giữ giùm số tiền đó. Với cái sự thống nhất với gia đình thì cũng trao lại cho cô là 1.042.000 để lo thuốc thang cho chú. Thì với cái số tiền còn lại đó thì sẽ là kinh phí để sửa chữa lại căn nhà cho cô. Thì cô Lê Quận làm bên vật liệu xây dựng, nên là cô cũng cùng với Linh với chú thì cũng tính toán cái chi phí. Thì thật sự là với cái số tiền mà 9.500.000 còn lại thì Linh nghĩ là nó chưa có đủ để sửa chữa cho cô một cái căn nhà hoàn thiện. Nếu như mà được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân giúp cô được một cái căn nhà hoàn thiện, còn không thì cô Lê Quận cũng sẽ gói ghém dùng những cái gạch cũ giống như là cô nói đó để giúp cô là sửa chữa một cái căn nhà, để ví dụ như mình có thể là có nơi chứa dây chai nè, rồi để tạo cho mình một cái môi trường sống tốt hơn để giúp gia đình cô chú. Thì thật sự ông và cô chú mình nhìn qua video mình cũng thấy được hoàn cảnh gia đình của cô chú như thế nào rồi. Thì hôm nay là Linh xin chia sẻ cái hoàn cảnh cô một lần nữa, mong rằng được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân gần xa. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ vào những cái video tiếp theo. Bye bye ông bà cô chú các bạn.